Thưa quý vị và các bạn, từ người đàn ông trụ cột của gia đình là chỗ dựa cho các con, là nơi trông cậy của người vợ đầu yếu. Vậy mà đã gần một năm qua, cuộc sống của ông Lê Văn Thanh gắn chặt với chiếc giường bệnh sau một vụ tai nạn giao thông. Ông Lê Văn Thanh ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đây công việc của ông là đi giao thực phẩm tại các huyện, phần lớn là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Cuộc sống còn khó khăn, các con không có việc làm ổn định. Vợ thì thường xuyên đau yếu, cả gia đình đều trông chờ vào số tiền làm thuê ít ỏi của ông. Mặc dù công việc vất vả, nhưng vì người vợ nay đau, mai bệnh, vì muốn thoát khỏi cảnh mấy chục năm đi ở trọ, nên ông Thanh vẫn rong ruổi mỗi ngày với chiếc xe gắn máy cũ kỹ đầy ắp thực phẩm. Thế rồi tai họa ập xuống gia đình nhỏ của ông Thanh khi cách đây gần một năm, trên đường đi giao hàng ở huyện Ea Súp, gặp trời mưa to, ông Thanh bị ngã, đập đầu xuống đường nhựa và nằm bất động. Được người dân đưa đi cấp cứu, ông Thanh may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại bị chấn thương sọ não, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Bao nhiêu tiền dành dụm chắc chiêu qua nhiều năm lao động vất vả, gia đình đều tập trung để cấp cứu và điều trị cho ông. Không những thế, bà Dung, vợ ông còn phải vay mượn thêm với suy nghĩ còn nước còn tát. Bây giờ hiện giờ là não là cũng chưa có ổn, đùi không mổ được, chân không mổ được. Giờ hoàn cảnh cũng khổ, cũng khó khăn vậy, cũng có tiền mà lo cho ổng. Thì bây giờ cũng đang cũng nằm cũng đau đớn không rên nữa. Cô cũng thấy ổng rên ổng la ổng đau ngày đêm này. Mặc dù đã được các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên rồi cả bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng khả năng phục hồi của ông Thanh rất thấp. Gia đình của anh chị đây thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Nên là khi mà nhà không có, ở nhà trọ, thì khi mà xảy ra tai nạn thì cũng bà con lối sớm cũng trợ giúp. Rồi về kinh tế thì cũng cạn kiệt, nên là cũng gia đình cũng cố gắng là đưa ảnh đi Chợ Rẫy 3 lần. Nhưng mà nói chung là cái bệnh tình của ảnh là bị đa chấn thương đó, nên là chữa nó rất là khó. Nên bây giờ ban của ảnh thì bây giờ chỉ có không biết gì, chỉ có động viên ủng hộ cho bà con lối sớm thì giúp đỡ cho anh chị được phần nào thì giúp đỡ thôi, chứ còn giờ thì hoàn cảnh của anh là rất là khó khăn. Bà Trần Thị Xuân Dung tâm sự, do mắc bệnh huyết áp và bệnh tim nên bà không đủ sức khỏe để làm việc. Vì vậy nhiều năm qua bà Dung chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Trước đây mọi chi phí của gia đình chỉ trông vào tiền công chở thuê của ông Thanh. Kể từ khi ông Thanh bị liệt tứ chi phải nằm một chỗ, không có thu nhập để trả tiền trọ, hai vợ chồng bà Dung đã phải đi ở nhờ nhà người quen. Khi anh bị tai nạn thì gia đình suy sụp, nhà thì không có nhà đi ở nhà trọ, cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Thì có những bà con hàng xóm người ta cho về ở nhờ trong nhà để mà nhờ cho nó đỡ tốn tiền trọ. Thành ra giờ cũng xin các cấp với lại các mạnh thường quân nâng đỡ giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn, chứ về chi phí ăn uống trong ngày rồi chi phí đi viện rất là khó khăn. Bà con chỉ giúp cho được miếng ăn là tốt lắm rồi. Lịch tái khám cho ông Lê Văn Thanh đã qua từ rất lâu, nhưng bà Dung vẫn không thể đưa chồng đi bệnh viện vì số tiền nợ cũ đã chồng chất, không thể vay mượn thêm. Bà Dung không biết xoay sở ra sao khi bệnh của bà mỗi ngày một nặng hơn, trong khi đó ông Thanh cũng cần phải duy trì thuốc uống mỗi ngày để giảm những cơn đau, cơn co giật. Một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để giúp gia đình ông Lê Văn Thanh vơi bớt phần nào khó khăn, chật vật. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Lê Văn Thanh, thôn 10, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, nơi tiếp nhận là Phòng Tài chính Dịch vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Điện thoại 02623 850 962 và 02623 810 375. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm của quý vị và các bạn.